do cái điều kiện là dịch Covid, do đó là một số đơn vị hải quân, tức là chiều hôm qua đã nhận được lệnh từ quân chủng phía trên, đã có thể ngồi 8 người hoặc 9 người cho nó đội hình nó đẹp. Tôi xin mời các đồng chí như vậy. Xin chương trình buổi gặp mặt hôm nay, thứ nhất là chúng ta xem một số tiết mục của đội văn nghệ phường Lộc Thọ sẽ phục vụ cho hội nghị buổi gặp mặt hôm nay. Thứ hai là xem phim truyền thống hải quân, phóng sự do phóng viên truyền hình quốc phòng Việt Nam Xuân Thiều thường trú tại miền Trung thực hiện. Hôm nay đồng chí Thiều cũng có mặt ở đây. Thứ ba là trưởng ban liên lạc sẽ lên ôn lại một truyền thống hải quân cũng như là đánh giá một số hoạt động của hội trong thời gian vừa qua. Thứ tư là phát biểu của đại diện hội cựu chiến binh tỉnh và một số hội viên. Thứ năm là chúng ta mời cơm thân mật. Chúng tôi xin gửi đến một chương trình văn nghệ về biển đảo như một lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ hải quân Việt Nam đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để giữ vững toàn vẹn lãnh thổ biển đảo cho Tổ quốc. Chủ quyền rừng rững như chứng nhân lịch sử đầy máu và hoa mà từ ngàn năm cha ông ta mở cõi, giờ đây ta quyết giữ gìn. Những người lính hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo nơi đầu sóng ngọn gió, nơi lá cờ Tổ quốc tung bay và hơn 90 triệu con tim Việt Nam đang hướng về biển đảo, một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu. Đảo là nhà, biển đảo là quê hương, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Để mở đầu chương trình, ca khúc mang nhẹ nhàng trầm hùng mà tình cảm, giai điệu lúc trải mênh mông như sóng biển, lúc nhịp nhàng tựa sóng vỗ con tàu, lúc lại trào dâng như phong ba báo tố. Chúng ta cùng hòa mình vào đời người lính canh giữ biển khơi nơi đầu sóng ngọn gió. Kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục hát múa Lướt Sóng Xa Khơi, sáng tác Thế Dương, Sô Tốt Ca Nam trình bày. Đoàn ta ra khơi thấy mây reo vàng tràn lòng tình đất nước quê hương, nhìn bầu trời xanh tươi tay lái không rời, lướt sóng ra khơi dù rằng cũng ca yêu đời. Ngoài xa bát ngát ra reo vui vì dòng máu la dạt lưới từng quãng ca đầy vùng biển của ta, đây sức sống đang tràn hòa vượt ngàn sóng gió. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sông Trường Sa, Hoàng Sa rồi vào ngày đã. Tôi lắng nghe tổ quốc gọi.
Tình cảm thăm hỏi động viên giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc khó khăn. Trong suốt quá trình hoạt động của hội, hội luôn luôn nhận được sự động viên giúp đỡ to lớn cả về vật chất và tinh thần của các đơn vị hải quân và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân. Kính thưa các đồng chí, sau một thời gian dài do một số lý do khách quan và chủ quan khác nhau nên những năm vừa qua hội truyền thống thành phố hải quân thành phố Nha Trang chưa có điều kiện để tổ chức gặp mặt hội viên. Trước tình hình như vậy, theo đề nghị của một số hội viên, tháng 9 năm 2019 hội đã có bước kiện toàn lại ban liên lạc, bổ sung điều chỉnh quy ước, khắc lại dốc mới để nhằm đưa hoạt động hội trở lại và chuẩn bị cho kỷ niệm 65 năm thành lập quân chủng Hải quân mùng 7 tháng 5 năm 2020 và chào mừng một số hoạt động của Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Nha Trang năm 2020. Nhưng do điều kiện dịch Covid, chúng ta không tổ chức được dịp mùng 7 tháng 5 và phải lùi đến dịp mùng 5 tháng 8. Và chính hôm nay đây cũng là trong cái thời điểm chúng ta đang phải phòng chống dịch. Do đó mà lực lượng đại biểu của các đơn vị vắng rất nhiều. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các đồng chí hội viên, về dự buổi gặp mặt truyền thống hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin kính giới thiệu các vị khách quý. Trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Nguyễn Văn Á, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Khánh Hòa. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Quốc tế Nhà tài trợ chính cho buổi gặp mặt hôm nay. Và xin nhiệt liệt chào mừng hơn 150 đồng chí hội viên có mặt trong buổi gặp mặt truyền thống hôm nay. Thưa ông Nguyễn Văn Á, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Khánh Hòa, kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể hội viên, trong những ngày tháng năm lịch sử này, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đều hoan hoan cảm xúc tự hào về những dấu mốc lịch sử chói lọi của dân tộc. Trong đó nổi bật là chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây là chiến công tiêu biểu mở đầu cho trang sử vẻ vang anh hùng trong lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân chủng Hải quân. Hôm nay, Hội truyền thống Hải quân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức buổi gặp mặt thân mật kỷ niệm 56 năm chiến thắng mang tầm vóc này và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội. Thay mặt ban liên lạc hội, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí hội viên tham dự buổi gặp mặt hôm nay lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí, năm 1964, trước sự tiến công mạnh mẽ của quân nhân dân và lực lượng vũ trang cách mạng làm thất bại chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam, đế quốc Mỹ tăng cường máy bay trinh sát, tàu chiến xâm phạm hải phận miền Bắc Việt Nam, bắn phá dọc bờ biển từ Thanh Hóa trở vào đất Quảng Bình. Ngày 2 tháng 8, chính là ngày cách đây 60 năm, tàu vũ trụ Madoc của hải quân Mỹ ngang nhiên tiến vào sát bờ biển trinh sát và khiêu khích lực lượng ta. Đây là những hành động nằm trong mưu đồ tạo cớ của Mỹ để mở đầu chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho cách mạng miền Nam. Kiên quyết chừng trị hành động ngang ngược xâm phạm hải phận của ta được bộ tư lệnh quân chủng hải quân, quân đội 3 và phóng đôi của tiểu đoàn 135 của bộ hoạt động độc lập sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo mưu đồ của chúng. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ mở cuộc tiến công hăng hái của Tiên Xuyên, sử dụng tối đa lực lượng máy bay của hai biên đội tàu sân bay đánh hạ các mục tiêu kinh tế, căn cứ quân sự, kho tàng, nơi trú đậu tàu thuyền của hải quân ta dọc bờ biển từ sông Tiên Thắng. Các quân đội trực tiếp tham gia chiến đấu của hải quân nhân Việt Nam đã dũng cảm mưu trí tiếp cận, bắn bị thương tàu quân đội Madoc, bắn trơn giá máy bay,
và bắn bị thương nhiều chiếc khác, các cuộc tập lái làm thất bại bước đầu âm mưu leo thang phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Điều này được xung đột trong nước, nhiều nước, cả dư luận Mỹ thừa nhận và kịch liệt lên án hành động xâm phạm trắng trợn về miền chủ quyền của Việt Nam. Chiến thắng lần đầu của Hải quân Việt Nam ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964 có nghĩa lịch sử to lớn, mở đầu cho thắng sự hào hùng của quân chủng Hải quân. Đây là chiến thắng đầu tiên quan trọng, tạo niềm tin và tạo ra khả năng to lớn để quân và dân miền Bắc đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ. Đây cũng là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần đoàn kết dân tộc. Thắng lợi này là kết tinh phẩm chất trí tuệ và sức mạnh truyền thống dân tộc Việt Nam trước kẻ thù xâm lược. Với nhiều bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chiến tranh dân và nghệ thuật tác chiến hiệp đồng trên biển, là ý chí dám đánh, quyết đánh và ý đánh thắng quân xâm lược, là biểu tượng của ý chí kiên cường và cốt trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam được kế thừa và phát triển trong thời đại mới. Kính thưa các đồng chí, cách đây còn 25 năm, Hội truyền thống Hải quân Thủy quân Nhân dân được thành lập. Hôm nay tôi rất là vui mừng được đồng chí chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phân công về dự cái buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 56 năm ngày đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam, ngày 5 tháng 8 năm 1964 đến năm 1000 đến ngày 5 tháng 8 năm 2020. Và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Hải quân thành phố Nha Trang. Xin thay mặt cho lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, chúng tôi xin gửi đến tất cả các đồng chí đại biểu, các vị khách quý lời kính chúc sức khỏe cao cao. Hơn nữa, hiện nay chúng ta đang tập trung để phòng chống cái Covid-19. Nhưng các đồng chí đã đến đây với của đồng chí Nguyễn Xuân Thị. À, tôi nghĩ đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa và trân trọng. Xin thưa với tất cả các đồng chí, hiện nay Hội Cựu chiến binh của tỉnh Khánh Hòa đang đồng hành với 49 ban liên lạc truyền thống của tất cả các đơn vị, trong đó có đơn vị Hải quân. Mà ban liên lạc truyền thống Bộ đội Hải quân là một thành viên của ban liên lạc truyền thống Bộ đội Hải quân cả tỉnh. Và cũng nhân dịp này thì chúng tôi đã được nghe các đồng chí báo cáo và chúng tôi rất là mừng. Cũng xin thưa với các đồng chí, trong những năm qua thì cùng với hoạt động của Cựu chiến binh cả tỉnh thì các đồng chí đã có những đóng góp rất là quan trọng. Cho nên đến nay Hội Cựu chiến binh của tỉnh đã nhận được 3 cái huân chương lao động, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Trong đó chúng tôi nghĩ là có cái sự đóng góp rất là tích cực của các đồng chí. Bên tỉnh Khánh Hòa của chúng ta rất là vui mừng được có nhiều đóng góp rất là quan trọng, như trong báo cáo của anh Tiến đã có cái trình bày với cái chế độ sinh hoạt. Bởi vì một thời gian dài như các đồng chí có trình bày lúc nãy đó, là chúng ta cũng có, và cũng có thể nói rằng chú các anh tiếp tục giúp đỡ cho các đồng chí ban chấp hành, đặc biệt là cơ quan thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh của tỉnh. Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc sức khỏe tất cả các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Ban liên lạc của chúng ta sẽ có nhiều cách. Đồng chí Văn Á. Kính thưa các đồng chí, trong quá trình hoạt động 25 năm của Hội truyền thống Hải quân giao lưu của chúng ta, mà trong đó nổi lên đó là người lãnh đạo đứng đầu công ty, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Thủy sẽ có một số ý kiến với hội chúng ta. Xin kính mời đồng chí. Xin kính thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Á, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa. Xin kính thưa các vị khách quý của hội. Xin kính thưa các thầy đã từng giảng dạy khóa 21 sĩ quan chỉ huy tàu mặt nước của tôi và các đồng nghiệp khóa 21 đang ngồi đây. Xin kính thưa các
các đồng chí trong ban chấp hành của hội. Xin thưa tất cả các hội viên, tôi thực sự vinh dự là người được phát biểu sau vị khách quý là đồng chí Nguyễn Văn Á. Tôi là hội viên nhưng mà được ưu ái, thì tôi có cảm tưởng thế này. Đầu tiên cái cảm tưởng là tôi đã tham gia từ năm 1995 khi hội truyền thống ta thành lập, trải qua rất nhiều thăng trầm và chúng ta cũng nổi lên là một cái hội truyền thống của cựu chiến binh tại Nha Trang này nổi bật nhất so với các trường không quân và hải quân. Nòng cốt của hội truyền thống hải quân đây là các sĩ quan tướng lĩnh, cán bộ công nhân viên của Học viện Hải quân là nòng cốt trong cái hội của chúng ta. Tôi thấy điều đó thể hiện lên được cái tinh thần của chúng ta sau khi chúng ta đã được rời nhà nước, được nghỉ hưu, được nghỉ chế độ, chúng ta lại gắn với nhau. Thì đây là một cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều có cái tình cảm sau khi chúng ta được nghỉ, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ với nhà nước, chúng ta được nghỉ thì chúng ta lại tự nguyện về với nhau. Và thế hệ các thầy trước, các chú già đã thành lập xã hội, thế hệ bây giờ tôi rất là đồng tình với anh Mã Văn Tiến, rồi các anh Khoa và anh Tiếp và tất cả các anh đã khôi phục lại cái hội của chúng ta. Và tôi hy vọng rằng hội của chúng ta sẽ hoạt động chặt chẽ, thoải mái và vui vẻ với nhau hơn. Vì đây đó là những cái tình cảm tự nguyện, không ai bắt ép buộc chúng ta, mà chúng ta tự nguyện đến với nhau. Và khi tự nguyện đến với nhau thì nó rất là thoải mái. Và phải có những người đứng đầu, hay nói khác đi là phải có trưởng ban và có các anh phó ban, các anh trong ban chấp hành, thì nó sẽ nòng cốt để chúng ta có cơ hội để gặp nhau được. Điều đó là tôi, cá nhân tôi cũng mong muốn như vậy. Và chúng tôi cũng đánh giá rất cao anh Mã Văn Tiến và các anh đã tổ chức buổi gặp mặt. Mặc dù chúng ta có dịch bệnh nhưng mà chúng ta cũng đã khắc phục, chúng ta đã dũng cảm đến với nhau. Và chúng ta sẽ sống chung với lũ. Tôi nghĩ rằng là đất nước chúng ta thì sẽ phải sống chung với lũ thôi. Thế giới cũng xác định là mấy chục năm nữa mới hết dịch Covid. Cho nên là chúng ta phải sống chung với lũ, chúng ta gặp nhau để chúng chia vui mọi mặt. Nhân đây thì tôi có một cái mong muốn. Đấy, mong muốn là hội của chúng ta để bền chặt ấy, thì phải có sự tham gia tích cực hơn của các hội viên, cho anh Mã Văn Tiến rồi anh Khoa, anh Tiếp và các anh hoạt động, bằng cách là chúng ta sẽ đặc biệt là các anh chị em nào mà kinh doanh hoặc là có con cháu kinh doanh thì chúng ta hãy tham gia tích cực nhiều hơn để cho các anh có cơ hội, có kinh phí, có điều kiện để hoạt động. Hàng năm chúng ta có cơ hội gặp nhau ít nhất một lần trở lên. Đấy. Thì để chúng ta càng là điều chúng ta càng mong muốn. Đấy. Dứt khoát là chúng ta phải gặp nhau để chúng ta có cái cơ hội chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Trong buổi vui hôm nay ấy, thì tôi xin có một vài món quà để gửi tặng đến chúng ta. Món quà thứ nhất là hàng năm tôi đã làm và hiện nay tiếp tục làm là tôi sẽ tài trợ cho một buổi họp mặt của ban chấp hành của hội truyền thống hải quân Nha Trang và cái hội trung tâm, tức là có khoảng gần 20 đồng chí là cựu chiến binh hải quân ở hội trung tâm Nha Trang. Tôi sẽ xin tài trợ lâu dài. Chừng nào tôi còn sống thì tôi sẽ tiếp tục tài trợ cho đến lúc mà tôi về thế giới bên kia. Thì một buổi năm sau Winter Central này cũng là một thành viên. Và chúng tôi sẽ tự nguyện cung cấp hội trường họp cho các anh rất nhiều năm về sau này. Khi nào các anh cần họp hành thì về phần hội trường, âm thanh, ánh sáng, đèn led, tất cả mọi thứ chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ cái chương trình họp hành với hội của chúng ta. Và cái món quà đặc biệt trong cái này đấy
là có các cái chế độ, có cái chế độ khuyến mãi giảm giá cho tất cả những ai là hội viên của hội cựu chiến binh Nha Trang của chúng ta. Xin lỗi, có cả khách cả, có cả anh Á và anh Ngọc là cũng là trong cái khách này, chúng ta cũng có cái chế độ, tức là chế độ khuyến mãi. Ví dụ như chúng ta có tổ chức đám cưới cho con em cháu chắc mình, chúng ta có tổ chức các hội nghị hội thảo sinh nhật, thì chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp với anh Trần Thế Bình là phó tổng giám đốc của tổng công ty. Chúng ta sẽ có chế độ ưu đãi rất đặc biệt cho tùy trong từng thời kỳ, nhưng dứt khoát là sẽ ưu đãi cao hơn tất cả các vị thầy quý. Kính thưa toàn thể các anh các chị, được sự phân công của các anh trong ban liên lạc và sự quyền của đa số các đồng chí ở cơ hải quân, và tôi xin phát biểu. Tôi rất vinh hạnh và thật sự xúc động khi được phát biểu cảm tưởng của mình thay mặt cho các anh chị em đã cứu hải quân trong cái buổi cảm tưởng này. Xúc động bởi vì xin thưa với toàn thể các đồng chí, không có dễ gì mà chúng ta lại được gặp nhau trong buổi hôm nay, trong cái điều kiện rất khó khăn như thời gian vừa qua chúng ta không duy trì được cái hoạt động của mình. Tôi xúc động bởi vì là trong cái điều kiện là thời điểm này dịch bệnh đang hoành hành trên toàn thế giới, trong đó có đất nước ta và thành phố Nha Trang kính yêu của ta, thế nhưng mà chúng ta bản thân các đồng chí, các anh các chị có mặt ở đây, các quý vị khách quý, chúng ta đã gạt đi những cái đắn đo, những cái so sánh, những cái thiệt hơn để chúng ta đến đây gặp mặt hôm nay là một điều rất quý. Cho nên có thể tôi rất là xúc động. Thế cái điểm xúc động của bản thân tôi cũng như đa số các anh các chị đã về hưu có mặt hôm nay là trong cái thời gian vừa qua, mặc dù có nhiều rất nhiều khó khăn, khi chúng tôi đang công tác ở các đơn vị hải quân cũng như khi chúng tôi đã về hưu, thì luôn được sự chăm lo giúp đỡ của các tổ chức trong quân chủng hải quân trên khắp mọi miền tổ quốc. Nhân dịp này, thay mặt cho những cán bộ chiến sĩ, hạ sĩ quan chiến sĩ và công nhân viên đã từng công tác trong quân chủng hải quân, xin gửi đến tất cả các cái cơ quan quân chủng ở trên mọi miền đất nước, đặc biệt là Học viện Hải quân, vùng 4 Hải quân và những đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho chúng tôi làm tròn trách nhiệm của một cựu hải quân nhân dân Việt Nam trong cái thời điểm hiện nay. Nhân cuộc gặp mặt đầy xúc động này, tôi xin có đôi lời phát biểu về tâm tư của người lính hải quân khi rời xa quân chủng trở về cuộc sống đời thường. 5 năm mới có một lần ngày vui gặp mặt người gần người xa, sống trên mảnh đất Khánh Hòa, nghĩa tình đồng đội sao mà thân thương. Ngày về tóc đã pha dương, bao năm đánh ngộ chiến trường biển khơi, bao năm kỷ niệm trong đời, gia công cống hiến một lời sắt son. Dù cho sông cạn núi mòn, tình yêu quân chủng mãi còn trong ta, tiền tiêu quần đảo Trường Sa, tây hồn tổ quốc bao la tình người. Trường Sa trong trái tim tôi, anh hùng muôn thuở sáng ngời niềm tin, mênh mang đảo nổi đảo chìm, 21 đảo còn in trong đời. Ta đi giữ biển giữ trời, sức trai ngày ấy một thời vinh quang, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, về hưu ta lại đảm đang việc nhà, tác phong người lính sông pha, việc gì ta cũng tham gia hết mình, xứng là anh cựu chiến binh xây dựng đất nước gia đình vẻ vang, ấm êm nghĩa xóm tình làng, tối đèn tắt lửa sẵn sàng có nhau, mỗi khi hoạn nạn ốm đau có đồng đội đến nỗi sầu tiêu tan, vợ chồng tình nghĩa ái ân, dạy con bảo cháu chiêm cần sớm ôm, về hưu chẳng chút cô đơn, có ban liên lạc quý hơn vàng người, gặp nhau tiêu tít khó rời.
chuyện trò cởi mở, thấy đời vui sao. Lòng ta rất đỗi tự hào, cùng bao thế hệ bước vào chiến tranh. Ngày nay đất nước hòa bình, nhưng quân hành trướng đang rình rập ta, mưu đồ xâm chiếm Trường Sa, phải luôn cảnh giác nhắc ta đề phòng. Lưỡi bò ra liếm khắp biển Đông, 82 luật biển chúng không chấp hành, nói năng cái kiểu đàn anh, bắt nạt nước nhỏ đã thành thói quen. Đại Hán ích kỷ đê hèn, Việt Nam đã rõ tim đen. Bọn này vì tổ quốc, vì giang sơn, toàn dân đoàn kết đánh tan quân Lục.